chào mừng các em đến với khóa học đạo đức năm bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web học trực tuyến olm vn em có biết những nhân vật xuất hiện trong bức ảnh này là ai không giỏi quá họ chính là những cô gái thanh niên sung phong đã đóng góp công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nhờ có những chiến sĩ những người anh hùng quả cảm đó chúng ta mới có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như hiện tại vì vậy chúng ta cần biết ơn những người có công với quê hương đất nước bài học biết ơn những người có công với quê hương đất nước sẽ giúp các em hiểu được vì sao chúng ta cần biết ơn họ thông qua tìm hiểu những đóng góp của họ trong cuộc sống từ đó thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương đất nước qua những lời nói việc làm cụ thể sau đây ta cùng đi tìm hiểu vào phần thứ nhất đóng góp của những người có công với quê hương đất nước nhìn những bức ảnh trên em có biết họ là những nhân vật lịch sử nào không đúng rồi ở bức ảnh thứ nhất đây chính là đại tướng võ nguyên giáp ông là người anh cả của quân đội nhân dân việt nam đã có đóng góp to lớn cho thắng lợi giải phóng dân tộc thống nhất đất nước bức ảnh thứ hai đây chính là hai bà trưng hai bà đã có công dũng cảm đứng dậy chống giặc giải phóng dân tộc Tuy bị giặc bao vây, truy đuổi nhưng hai bà kiên quyết không đầu hàng cho đến giây phút cuối cùng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Vậy thì ai có thể kể tên cho cô và các bạn cũng biết không nào? Cô sẽ điểm qua cho các em một số nhân vật tiêu biểu. Thứ nhất, ở lĩnh vực kinh tế, chúng ta có Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên, Bà là một nữ doanh nhân Việt Nam, điều hành công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk và là người đã đưa tên tuổi sữa Việt Nam ra toàn thế giới. Trên lĩnh vực văn hóa, chúng ta có Đại thi hào Nguyễn Du, ông là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn ở thời Lê Mạt Nguyễn sơ, ông được người Việt kính trọng tôn xưng là đại thi hào dân tộc và được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Ở lĩnh vực giáo dục, chúng ta có nhà giáo văn Như cương, Ông là người xây dựng và đóng góp cho sự phát triển của trường học Lương Thế Vinh, nơi sản sinh ra những thế hệ học trò xuất sắc cho đất nước. Như vậy, ta vừa tìm hiểu đóng góp của những người có công với quê hương đất nước. Vậy, vì sao chúng ta cần phải biết ơn những người có công với quê hương đất nước? Cô và các em cùng đi tìm hiểu vào phần thứ hai. Trong Hồ Chí Minh toàn tập tập 12, Bác Hồ từng nói: "Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do." Đọc những lời văn xúc động của Bác Hồ, theo em, vì sao chúng ta cần tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7? Rất chính xác. Qua đây, ta càng thấy được công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành lại độc lập. Họ đã bảo vệ quê hương, đất nước để bảo vệ cuộc sống hòa bình cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước. Qua đó, cần giữ gìn và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc có từ bao đời nay đồng thời thể hiện sự trân trọng những công lao đóng góp đó đã tạo nên một đất nước hòa bình phát triển chúng ta đang có ngày hôm nay tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu sang phần thứ ba những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương đất nước hãy quan sát và kể tên những việc thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương đất nước trong các bức ảnh rất chính xác ở bức ảnh thứ nhất đó chính là việc làm dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bức ảnh thứ hai đó chính là viết thư cho chú bộ đội ở bức ảnh thứ ba là tham gia các hội thi tìm hiểu về người có công với đất nước và cuối cùng là giúp đỡ thương binh bệnh binh tiếp theo cô có câu ca dao sau dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3 Khắp miền chuyển mãi câu ca Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm Theo em câu ca giao trên gợi nhắc chúng ta như đến ngày lễ nào? Rất chính xác Câu ca dao đậm đà tình nghĩa trên đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gợi nhắc chúng ta nhớ về ngày dỗ tổ Hùng Vương. Theo truyền thuyết, lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là thủy tổ của người Việt. Cha mẹ của các vua hùng khai sinh ra nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của người Việt. Dỗ tổ hùng vương diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị vua hùng. Chúng ta thấy đây, những người có công với quê hương đất nước đã góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, tích cực hơn cho chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta cần phải biết kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương đất nước bằng thái độ, lời nói và việc làm phù hợp. Tham gia những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ thành quả của thế hệ trước tích cực học tập rèn luyện để tiếp nối sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh bài học đến đây là kết thúc cảm ơn các con đã lắng nghe hẹn gặp lại các con ở những bài học sau trên trang web học trực tuyến olm vn